lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ ơi, phải công nhận là thời gian qua nhanh thiệt đó. Quay qua quay lại đến chủ nhật rồi. Không biết gia đình ăn sao chứ nhà em hả? Ai cũng thích chủ nhật hết, vì cả nhà quay quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vui lắm. Vậy thì chủ nhật tuần này nhà em có bày ra nấu nướng hoặc ăn uống gì không? Có chứ, phải có ăn thì mới có vui. Em đang suy nghĩ không biết làm món gì đây, anh chỉ em nha. Hay là cả nhà ăn món bò nhúng giấm đi. Món này làm rất là nhanh, dễ làm nữa, mà đặc biệt rất bổ dưỡng cho những người lớn tuổi. Được đó anh, bò nhúng giấm, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện. Để chuẩn bị cho 4 người ăn thì nguyên liệu chúng ta cần có thịt bò phi lê 400g, hành tây, hành tím, sả cây và một trái dừa xiêm. Ngoài ra, nguyên liệu của chúng ta còn có thơm nửa trái bằm nhuyễn, mắm nêm lọc sạch, tỏi băm, ớt băm, đường, muối, bột ngọt và một nguyên liệu nữa, đó là giấm gạo Lisa. Anh Vũ ơi, bò nhúng giấm thì bò là nguyên liệu chính, nhưng mà em không biết mua bò sao cho ngon á. Lần nào mua về mẹ em cũng ra toàn là mua nhầm thịt trâu mà. Sao mình phân biệt được ha? Dễ lắm Hương à. Để phân biệt giữa thịt bò và thịt trâu thì thịt bò thường có màu đỏ hồng, sớ mịn, mỡ vàng, còn thịt trâu thì có sớ to, màu đỏ sẫm và mỡ trắng. Bây giờ thì em đã biết phân biệt thịt bò và thịt trâu rồi đó. Các bạn lưu ý, thịt bò thì có màu đỏ hồng, sớ mịn và mỡ màu vàng, còn thịt trâu thì sớ to, mỡ trắng, lại có màu đỏ sẫm. Thịt bò chúng ta mua về, dùng khăn ướt lau sạch miếng thịt, sau đó cắt lát mỏng. Chúng ta xếp thịt đều lên trên dĩa. Các bạn lưu ý, chúng ta hãy xắt ngăn sớ để thịt bò được mềm. Anh Vũ biết không, ở nhà em mua thịt bò về cũng lấy khăn lau cho khô rồi cắt ngang sớ, nhưng mà em thấy nó không được mềm và cũng không có dễ cắt mỏng như anh nói đâu. Để thịt bò được mềm và dễ cắt mỏng hơn thì chúng ta nên mua thịt bò về trước một ngày, sau đó để trong ngăn đá và rã đông còn hơi cứng. Khi đó chúng ta cắt mỏng sẽ dễ dàng và thịt bò sẽ mềm hơn. À, quý vị và các bạn lưu ý, để thịt bò được mềm và dễ cắt mỏng, chúng ta sẽ mua thịt bò về trước, bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh, rã đông khi còn hơi cứng. Như vậy thịt bò sẽ mềm và dễ cắt mỏng hơn. Kế tiếp, chúng ta sẽ cắt hành tây, hành múi cao. Hành tím, chúng ta đập dập. Sả chúng ta cũng đập dập. Sả chúng ta chia lại một cọng để bằm nhuyễn. Anh Vũ ơi, thịt bò thì cũng sắc mỏng rồi, sả thì cũng bằm rồi, bây giờ thì anh làm cái gì vậy? Bây giờ chúng ta sẽ tới phần pha mắm nêm. Mắm nêm này cũng rất là quan trọng đó em ạ. Trước tiên chúng ta sẽ phi thơm tỏi, sả bằm và ớt. Khi tỏi, ớt và sả đã nhả màu vàng thì chúng ta cho 2 muỗng canh mắm nêm đã lọc sạch vào. Chúng ta cho thêm nửa chén nước và 2 muỗng đường. Rồi chúng ta đun sôi lên. Chúng ta nhớ hớt bỏ bọt. Sau khi mắm nêm đã hết bọt thì chúng ta tắt lửa, cho ra chén. Khi mắm nêm nguội thì chúng ta mới cho thơm vào. Trong khi chờ mắm nêm nguội thì chúng ta sẽ pha nước giấm. Chúng ta cho nước dừa vào, thêm nửa chén giấm, muỗng đường, một muỗng cà phê muối và một ít bột ngọt. Tiếp tiếp chúng ta sẽ cho sả, hành tây cắt múi cao và hành tím vào. Ta bật lửa lên đun sôi. Bây giờ mắm nêm đã nguội, chúng ta cho thơm bằm nhuyễn vào. Và chúng ta trộn đều lên. Đó, Hương thấy có màu đỏ của ớt và màu vàng của thơm.
Nhìn dáng mắm nêm anh Vũ pha đó, em thấy hấp dẫn hơn em tự pha ở nhà. Mà cái công thức anh nấu nước giấm để làm bò nhúng giấm em thấy cũng lạ nữa. Có nước dừa, ở nhà em đâu có làm gì đâu. Ở nhà em pha với đường, với giấm, thêm chút muối là xong. Vậy thì hôm nay em biết thêm được một công thức pha nước giấm để ăn với món bò nhúng giấm đúng không nào? Dạ. Trong khi chờ nước giấm sôi, chúng ta chuẩn bị rau sống, huế, chuối chát, bún và bánh tráng. Hai cô, giấm đã sôi rồi, bây giờ thì em có thể ăn bò nhúng giấm được rồi đúng không anh Vũ? Đúng vậy, để anh cuốn cho em một cuốn ăn thử xem nha. Nhất chúng ta cho lá salad, rau thơm, một miếng chuối chát, một miếng khế. Khi bò vừa chín tái thì chúng ta gấp ra và cuốn lại. Rồi nào bây giờ mời em dùng thử. Em rất là sẵn sàng. Giấm với mắm nêm. Đúng vậy. Nhìn em ăn anh thấy thèm quá. Thịt bò mềm, rau thì giòn tươi, có vị chua chua. Mà vị chua này rất là đặc biệt nha, bởi vì nước giấm anh có pha nước dừa đó. Đúng nên vậy. Ngon vô cùng luôn. Anh Vũ làm cho em ăn ngon hơn hẳn em tự làm ở nhà đó. Đặc biệt là mắm nêm nha, không hề bị mặn. Vậy là đạt yêu cầu rồi đó. Chỉ mất có 15 phút thôi, tiết kiệm thời gian quá rồi còn gì. Đúng rồi, vậy là hôm nay em có thể làm món bò nhúng giấm thật ngon để cùng gia đình vừa ăn vừa trò chuyện được rồi. Còn quý vị và các bạn thì sao? Hãy làm cho bữa ăn cuối tuần thêm phong phú nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 với món cuốn tôm sốt tương. Xin chào tạm biệt.